Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với Hành Trình Lột Xác 2019. Trải qua 3 mùa phát sóng, Hành Trình Lột Xác đã đem đến góc nhìn chân thực nhất về phẫu thuật thẩm mỹ và trao cơ hội cho rất nhiều các bạn trẻ được thay đổi ngoại hình, mở lối ước mơ. Với chủ đề Chấp cánh ước mơ, chương trình đã mời những người đồng hành nổi tiếng có tầm ảnh hưởng trong xã hội trực tiếp rèn luyện cho các thí sinh về kỹ năng sống, định hình phong cách để hoàn thiện bản thân. Và ngay sau đây, Hành Trình Lột Xác mùa thứ tư chính thức bắt đầu. Nếu chưa hậu ta chọn người nào đẹp, nhưng mà nếu khi thẩm mỹ thì ta chọn cái con người mà phải nói rằng là ta nghĩ là giúp đỡ cho họ nhiều nhất. Đừng hy vọng nhìn thấy nước mắt của Vương trong tập này. Khi mà 19 tuổi ấy, chắc là Hoàng còn không đẹp trai bằng bạn này. Bạn không đủ sức khỏe, tôi chắc chắn phải từ chối vì yêu cầu nhân đạo và về nghề nghiệp. Thì cái này cũng là một trường hợp rất là đặc biệt. I compensate after the surgery. I put the facial good and happy face and be happy together. Các cặp thí sinh với những màn đấu loại trực tiếp đầy căng thẳng. Trong mỗi cặp, chỉ một người duy nhất được chọn để bước tiếp hành trình thay đổi chân dung, mở lối ước mơ. Không có cái gì thay đổi được, kể cả thần thái, khuôn mặt của em có thay đổi, em cũng không thay đổi cuộc đời của mình nếu như bên trong em không thay đổi. Bạn không đủ sức khỏe. Hy vọng rằng là các bạn ấy sẽ có tiếng nói đến với cộng đồng, sẽ mang đến cho cộng đồng những cái nhìn mới về việc lột xác. Những cảm xúc nén động trong suốt 18 năm qua. Xin chúc mừng bạn. Ai cũng muốn tất cả những người hâm mộ nhìn vào thấy mình không chỉ là hoàn hảo trên sân khấu mà còn hoàn hảo trong đời sống nữa. Thì với tất cả những người bình thường cũng vậy, họ đều mong ước đều có một cái cuộc sống mà trở nên tốt đẹp hơn. Tấm vé phẫu thuật thẩm mỹ miễn phí sẽ gọi tên ai? Có đủ sức khỏe để có thể trải qua cái cuộc phẫu thuật này hay không? Mình sẽ điều chỉnh tinh thần và chiến đấu hết mình. Tất cả sẽ được hé lộ trong chương trình Hành Trình Lột Xác 2019. Đón xem tập đầu tiên được lên sóng vào lúc 19 giờ Chủ nhật ngày 22 tháng 12 trên kênh Today TV.